Trước mẹc mà hôm vừa rồi bên em có dán cái gói PVF nội thất của Zappa cho chiếc xe này ấy, thì hôm nay có qua bên em để em kiểm tra lại tổng thể. Đây, mỗi khi mà anh em mà dán PVF bên em sẽ kiểm sau khoảng độ 20 ngày thì bên em sẽ tiến hành cho các anh khách quay lại để kiểm tra lại những cái mép về xem là có bong không, để kiểm tra cái chất lượng cho nó đảm bảo tuyệt đối 100% cho anh em. Đấy, đây là cái khi mà thợ đã dán xong này, và đây kiểm tra lại những cái khe mép và quay lại để bảo dưỡng lần đầu tiên khi về PVF. Đấy, anh em có thể thấy là những mép này đang dán rất là đẹp nhé, bò rất là chuẩn và không bị bong trong bong mép cho anh em. Đây, đấy, kiểm tra lại toàn hoàn toàn này. Đấy, mà cái chiếc xe mà không ghi đỡ dán PVF thì cái độ bóng của nó tăng rất là nhiều, anh em có thể thấy là cái độ hoàn thiện rất là cao và cái hậu phục hồi mà chống xước cực kỳ tốt cho anh em, tăng độ bóng cho chiếc xe và bảo vệ cái bề mặt sơn này cho anh em. Đấy, anh em nào mà muốn bảo vệ cái mặt sơn tốt ấy, thì hãy tham khảo dán PVF anh em nhé, và còn là dán phủ ceramic, nhưng mà một trong hai cái đấy nó sẽ có những cái tác dụng khác nhau cho chiếc xe của mình. Thì đa phần nếu mà bảo vệ tốt thì anh em nên dán PVF, còn dán ở đâu ạ? Hãy đến với Akala Thái Nguyên, trung tâm nội thất to nhất tại Thái Nguyên anh em nhé.